Anh là sếp em. Ồ, rồi sau đó chia tay là nghỉ làm cho ảnh luôn hay sao? À, dạ không, chia tay xong vẫn làm chung 4 năm nữa. Quen được khoảng 1 năm thôi chị. Ừ. Cũng làm việc quen nhau rồi cũng hai bên cũng có tình cảm với nhau. Nhưng mà sau đó thì các bạn nam với bạn cũng có tình cảm với một người khác. Gì kỳ vậy? Hết duyên thì tụi em dừng lại thôi. Thì sau khi mà chia tay xong thì bọn em vẫn tiếp tục làm việc và vẫn là bạn cho đến bây giờ. Tới bây giờ luôn? Dạ. Có hờ hận thù gì không? Vanessa Kadr, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Chào em trai. Chào chị. Rồi, hơi khó chịu ha, không thấy đường đúng không? Chút xíu nữa ráng đợi đi, mở mặt nạ ra thấy chị Tường đẹp gái dữ lắm luôn. Đợi chị chút nha. Rồi, mời em vô. Đùa thôi, đợi một chút xíu mình sẽ được gặp mặt bạn gái của mình ngày hôm nay. Trời ơi. Tháo mặt nạ ra nha. Chào chị Cát Tường. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ vô vị trí của mình rồi nha, và giới thiệu về bản thân ha. Vâng, chào chị Cát Tường, chào bạn hẹn ăn trưa bên phía bên đó. Em tên là Phạm Hồng Quân. Ừ. Hiện tại đang làm kỹ thuật bên hệ thống máy pha màu của một công ty tư nhân ở Sài Gòn. Về cái gì? Dạ, về bên mảng sơn nước. À, sơn nước. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 30. 30. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào bạn ở phía bên kia. Em tên là Hằng, hiện tại thì em đang làm phụ trách nhân sự cho một công ty bất động sản. Ừ. Quê mình ở đâu Hằng? Quê gốc của em thì ở Hải Dương, còn hiện tại thì gia đình em đang sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu. Còn em sống ở đây? Dạ vâng. Với ai? Dạ, hiện tại thì em đang ở với em gái ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Em năm nay 29 ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là người nói chung là sống hơi nội tâm một chút á chị. Nên là thường thì em chỉ thiên về cái việc mà đảm đang hay là lo về hậu cần phía sau thôi, chứ còn không được hoạt bát hay không được năng động như các bạn trẻ bây giờ. Điểm yếu? Do em làm nhân sự nên em cũng hơi nguyên tắc một chút trong cuộc sống mà. Đôi lúc thì mình cũng nên không nên nguyên tắc quá. Có những cái công việc nguyên tắc là đúng, nhưng trong cuộc sống đôi lúc mình cũng phải mềm dẻo, tùy cơ ứng biến chút xíu. Thật sự nếu mà nguyên tắc hết 100% thì nó cũng khó lắm. Dạ. Đúng không? Rồi bên em. Em thì ưu điểm thì ít, khuyết điểm thì nhiều. Thì cái là hiền lành, thật, nói thật, có sao nói vậy. Thà được lòng trước còn hơn được lòng sau. Nói chung nhiều khi cũng không được tập trung trong tất cả mọi chuyện. Ít nói, tính hơi trầm chút xíu. Cho nên đến bây giờ vẫn còn đang ế. Tình trường như thế nào? Em trải qua được một cuộc tình xuất phát từ hai phía, còn lại là đa số là đơn phương. Hiện tại thì cũng chưa có một cuộc tình nào cả. Vậy thì thời gian rảnh rỗi em làm gì? Trước thì chưa có tình yêu, tình báo thì hay đọc tiểu thuyết với lại làm đọc bạn. Tiểu thuyết? Làm bạn với lại game online. Trời yeah. Ơi, tiểu thuyết rồi game rồi bây giờ? Bây giờ do tính chất công việc thì nó hơi bị bận rộn chút xíu, cho nên là game cũng bỏ rồi. Tiểu thuyết thì cũng bớt đọc lại. Thế bây giờ yêu đương là có thời gian dành cho bạn gái không? Có thời gian hoàn toàn. Rồi, và cái mối tình kia đó tại sao chia tay? Người ta đi du học rồi mất liên lạc. Bây giờ có liên lạc lại được chưa? Dạ. Rồi rủi giờ đang quen bạn gái mới rồi bạn gái cũ đột nhiên liên lạc lại rồi tính thì sao? Thì bây giờ mình biết bạn gái trước mắt của mình thôi chứ. Tại vì cái mối tình đó thì nó cũng cách đây cũng lâu rồi. Nó cũng nhạt phai rồi. Nhạt phai phải không? Tình nhạt phai rồi. Thế còn em gái? Em cũng có trải qua hai mối tình ạ. Gần đây nhất thì đã chia tay được khoảng gần 5 năm rồi. Em là đồng nghiệp ạ. Anh là sếp em. Rồi sau đó chia tay là nghỉ làm cho ảnh luôn hay sao? Dạ không, chia tay xong vẫn làm chung 4 năm nữa. Thì em mới kết thúc công việc ở bên đó gần đây thôi ạ. Quen được bao lâu? Quen được khoảng 1 năm thôi chị. Cũng làm việc quen nhau rồi cũng hai bên cũng có tình cảm với nhau. Nhưng mà sau đó thì các bạn nam với bạn cũng có tình cảm với một người khác. Gì kỳ vậy? Hết duyên thì tụi em dừng lại thôi. Thì sau khi mà chia tay xong thì bọn em vẫn tiếp tục làm việc và vẫn là bạn cho đến bây giờ. Tới bây giờ luôn? Dạ. Có hận thù gì không? Dạ không chị. Sao kỳ vậy? Đáng lẽ người ta bắt cá tay khác, người ta bỏ mình thì mình thường thường con gái lúc đó là cảm thấy giận, cảm thấy bị tổn thương là sẽ không có muốn giao tiếp nữa. Tại sao em lại tiếp tục liền ngay sau đó? Em thì suy nghĩ hơi thoáng một chút, vì em nghĩ là duyên đến duyên đi thì nó là hết sức bình thường thôi. Em thắc mắc là tại sao mà mới yêu có một năm mà người sếp đó quen người khác kỳ vậy? Kỳ gì thì phải hỏi mấy ông đó, mấy ông là cái mới nói cũ. Thì là người ta quen lại ngày nào cũng gặp trong công ty, dù khi chán một cái cô kia cũng lạng quá. Gặp nhiều quá nó nhàm luôn chị. Ừ, tại mấy em chứ sao mà hỏi phụ nữ, đúng không? Đàn ông mà. Đúng rồi, đàn ông mà. Thôi được rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Nhìn dễ thương một chút xíu, tính tiền hiền lành một chút xíu, đừng có bà chằn quá là được. Vóc dáng ngoại hình thì em muốn như thế nào? Vóc dáng thì từ 1m
61, 62 gì đó. Đừng có lùn cao quá. Hơn được không? Cao hơn cũng được. Cao hơn em được không? Em 1m72 lận. Em cho cao mét nhiêu? Em 1m7 luôn đó. Đúng như tôi là cao vời vợi luôn á. 1m7 mà đi dép cao gót nữa là chắc cao hơn em. Cao hơn 3 phân chắc à? Đúng. Mà bây giờ đi cao gót còn đi 5 phân không chứ đâu đi 3 phân đúng đâu. Đúng luôn. Chết. Chết. Cao quá. Cũng được chứ. Cũng được luôn phải không? Cũng được. Không là chịu khó nhón chút xíu. Rồi ok, vậy tiêu chuẩn của bạn gái thì sao? Sống thiên về gia đình một chút, chung thủy. Tại vì giống như em vừa chia sẻ chị đó, quen một năm mà đã có thể quen một người khác rồi, cho nên là em nghĩ là ngoại hình, vóc dáng, mặt mũi thích làm sao? Có da có thịt một chút, hơi mập mập một chút. Ráng nuôi cưng. Trời ơi, để móng tay chi dài vậy? Hả? Chưa có thời gian thôi chị. Anh nói em không có thời gian vậy, mốt có thời gian dành cho em không trời? Đó. Bây giờ hiện tại là chưa có, nhưng mà mốt là có luôn. Đâu ra mốt có? Quen đi rồi có. Bây giờ đó, đi về mua một đôi giày độn lên 3 phân. Cái hai cắt móng tay sạch sẽ, cạo mấy cái râu mép hết đi. Mày đặt để râu, râu thì nó rậm rậm, có mấy cọng mà cũng để nữa. Ok, tuốt yes. lên là đẹp. Yes, yes. Được chưa? Là xứng đôi đó. Rồi bây giờ có hình không? Hình đâu? Rồi tìm đi, cô gái ấy là ai trong bốn cô này, trong ba cô này? Đâu? Kiếm đi, ảnh là ai? Cô bé này quá. Sao đoán cô bé đó lý do? Cao. Rồi cổ bên kia là tấm là ai đâu? Cô bé này. Bên đây là ai đâu? Đây. Ông nhìn sao con mắt bù lệch ăn hả? Hai người đó hai người khác nhau nha ông. Không được. Nhìn cho kỹ vào. Trời ơi, ông nhìn hai tấm hình coi tìm ra không em? Người này đúng không chị? Sao chị đâu biết đâu. Bonus cho em thêm tấm nữa nè. Đây nè. Đó, kiếm đi. Dạ đây ạ. Giữ đi coi đúng không. Được chưa, nhanh. Đâu, ai? Bên này. Rồi bên đó là ai? Trong hai tấm hình này đều có cổ. Trời đất ơi, đơn giản như vậy mà kiếm không được. Em thấy khó phân biệt quá à. Trời đất ơi. Cô này nè. Rồi bên đây là cô nào? Là cô. Tấm này thì chỉ cô này. Thì giờ cô này cũng có trong tấm này. Cổ đâu? Khó à. Trời đất ơi. Thôi để đó, lát hỏi bạn gái giữ nguyên cái hiện trường đó. Một hồi giữ nguyên cái hiện trường đó. Cô này phải không? Đúng rồi. Còn qua đây không biết cô nào? Không biết cô nào. Hôm nay tôi bắt phạt. Chắc chắn tôi sẽ phạt. Nè. Đó. Cổ chọn anh này. Đây. Ổng cương quyết rồi. Hồi nãy giờ ổng chọn á là cô này. Nhưng mà đưa lên đây không biết ai. Ở đây thì cô này. Mà đưa lên đây là không biết người nào. Tấm hình này là chọn cô áo trắng. Nhưng mà hỏi cô áo trắng này là cô nào trong ba cô này không biết. Mà người ta nằm dần dần đó đó mà không biết. Nha. Phạt ông này mới được. Thà là chỉ trầm. Chỉ vậy là không có được rồi. Mở cửa trái tim quý vị ạ. À. 1, 2, 3 mở cửa trái tim. Chào em. Rồi trả hai tấm hình cho ảnh đi. Trả hai tấm hình cho ảnh để anh kiếm lại lần nữa coi. Rồi chỉ vô ai đâu. Lần này không được, nó đừng trách tôi độc ác nha. Ai? Trời đất ơi vậy mà. Đây à. Rồi bên này là ai? Bên này là cô này luôn. À, bây giờ nhìn thấy hai cô này giống nhau không? Giống không? Giờ mới giống. Bây giờ mới giống hả? Trời ơi là trời, tôi lại ông luôn á. Ông ơi, tôi không hiểu sao luôn á. Rồi bạn nữ muốn phạt bạn nam gì? Anh thấy là anh làm sai đó thì anh muốn tự phạt mình như thế nào? Thuộc xì dầu đi. Ờ, thuộc xì dầu đi cũng được. 10 cái đi cho cái nó xỉn nỉn chơi. Cái tội nhận sai nó vậy. Cái vấn đề không phải nhận sai mà cái vấn đề hai tấm hình mà không chọn được đúng một người. Chứ cô gái cũng chọn sai kìa. Không, để em tự phạt đi rồi xíu nữa em phạt cô gái sau. Rồi nhanh. Trời đứng chéo chân nữa rồi, kêu kiểu quá mày. Trời ơi, cái gì vậy? Lần này tôi mới thấy lục thì dầu nhiều ngộ vậy trời. Ai mượn chéo chân vậy? Trời ơi trời, lục thì dầu này khó à nha. Rồi, được rồi. Trời ơi, rồi, được rồi. Phạt bạn gái làm gì đây? Thì phạt bạn gái đơn giản thôi. Làm gì? Thôi khỏi phạt. Sau chương trình em mời anh cà phê coi như là chịu phạt đi. Được không? Cái này ngon à nha, ngon, vô kèo. Được rồi, mời cà phê đi, riêng tư đi. Bây giờ nè, tâm sự tiếp nè. Cái này sao? À. Không ra lăng gì hết trơn. Tại chị kêu em bị phạt đó, em mới quên đó. Rồi, đừng đổ thừa. Cái này anh tặng em. Cảm ơn anh. Quà gặp mặt. Dạ. Nãy thì em nghe nói anh thích tiểu thuyết. Hy vọng là anh sẽ thích cuốn sách của em. Sách gì vậy? Sách gì đây? Tình yêu hôn nhân gia đình hả?
thật ra em tặng cho ảnh sách, em cố tình tặng cuốn sách em chưa đọc nên thì mở ra coi, mở ra coi coi cái nội dung gì, hay là tình yêu hay là tình báo gì đó, coi coi. Ngủ vẫn khỏe, ảnh thục dầu hoài ảnh vẫn khỏe. Rồi đọc hết cuốn sách nha. Cuốn sách này chắc cảm ơn em, nhưng mà chắc anh sẽ ít đọc. Lý do? Tại vì anh ngủ nhiều mà, chứ ông cũng ngủ ít. Trời đất ơi, ông này không có duyên, chưa thì thấy ai mà cứ đi cua gái mà có duyên với ổng luôn. Còn anh tặng em quà gì vậy? Anh cũng không biết là em con màu gì, cho nên là anh chọn theo cái đa số. Cũng tâm lý quá ha. Anh thấy em có dự ý quà tặng của anh không? Quà chứ tặng... anh nói sách của em là anh ít đọc rồi đó. Dạ, quà tặng thì em vừa ý, nhưng mà em không vừa ý cái khúc mà chị vừa nhắc lại đó. Thì tại à, thôi, đừng có nhắc nữa được không? Nói chung là hơi vô duyên chút thôi, nhưng mà không sao hết trơn á. Người thì nói chung là cũng dễ thương. À, tâm tính thì cũng hiền lành, đừng cái mở miệng vô duyên thôi. Bởi vậy mới ế, mới cần nhờ tới chương trình. Có ai nói em vậy không? Có. Có luôn hả? Có luôn. Chị nói em... chơi mà trúng thiệt luôn hả? Tại vì em trước giờ em đa số em nghe là mày không có duyên. Ừ. Mà nay mới xác nhận là đúng không? Này xác nhận. Rồi. Đúng thế. Bây giờ dạy cho không gian riêng hai bạn tâm sự với nhau chút xíu ha. Mời em gái thưởng thức món gà nướng ti sát rồi nhìn quá hấp dẫn cho Tường thèm ghê luôn, và bên đây là món cá sốt cam. À, cùng ăn trưa với nhau, trò chuyện với nhau nha. Dạ. Yeah. Chúc mừng em thành công, chúc cho Tường quay lại nha. Dạ. Rồi mời em gái. Em ăn đi. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh có thích đá bóng không? Anh thì mê thể thao, đá thường xuyên. Dạ. À, còn em thì ngoài công việc ra thì em có hay đi đâu không? Nói chung là tuổi thì cũng hơi già, nhưng mà sở thích thì cũng còn trẻ lắm anh. Thì những thứ mà các bạn trẻ bây giờ thích như là cà phê, xem phim gì đó thì em cũng đều thích. Em còn trẻ mà, chứ đâu phải là... Tuổi này là người ta lao ế rồi đấy, anh là già rồi đấy. Gia đình em là... em là con út hay là... Em là con đầu. À, em biết nhậu không? Em nhậu mồi thôi. Nhậu mồi, chồng thì uống bia nhưng vợ thì ăn mồi cũng được. Thì coi như có thêm một cô gia nhân bên cạnh. Đúng rồi. À, anh thì cũng là con đầu trong gia đình. Một người em thì đã có gia đình rồi. Hiện tại thì anh tự lập trên đất Sài Gòn này cũng lâu rồi, 11, 12 năm rồi. Cũng muốn tìm một nửa thích phù hợp với mình để cùng mình đi tới đoạn đường sau này. Anh có định lập nghiệp luôn ở Sài Gòn không? Có em. Thì đa số thì cái lứa tuổi của tụi anh thì bạn bè anh thì nó có gia đình hết rồi. Mà mỗi lần về học lớp mà học mặt mà thấy mình tủi thân quá. Vậy anh đã sẵn sàng để làm bố chưa? Chưa sẵn sàng lắm. Khi mà đã lập gia đình rồi thì ít nhất là 1-2 năm sau mới sẵn sàng được. Trước tiên là mình phải ổn định cuộc sống của vợ chồng đã. Sau đó là mình nghĩ đến chuyện mà có con. Cái đó là theo anh là vậy. Ba mẹ em có khó tính lắm không? Không, bố mẹ em dễ lắm. Đặc biệt là rất quý rể. Quý rể hả? À. Về bắt con rể nhậu cùng. Chuyện đấy là chuyện hiển nhiên rồi. Anh uống không có được nhiều. Khoảng 1-2 lon là anh đi ngủ rồi. Ngẹn rồi hả? Thôi bây giờ nãy giờ là mình có hỏi gì về tình yêu hôn nhân gia đình chưa? Có hẹn ngày đám cưới rồi vậy chưa? Có sơ sơ rồi. Nếu hợp thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Năm sau. Nếu có quan điểm của bạn trai là lấy nhau xong rồi cũng phải là 1-2 năm nữa mới là kết mới sinh con thì em thấy như thế nào? Thì kế hoạch mà có gia đình rồi 1-2 năm sau có em bé thì nó cũng gọi chung là bình thường với mọi người. Nhưng mà em thì em muốn sớm hơn. Lý do? Ở nhà em có một đứa cháu nhỏ cho nên là em rất thích con nít. Nhưng thật ra bạn nam nó cũng đúng đó. Thà mình chậm, nó chắc ra có con sinh ra có cha có mẹ, chứ đừng có để vừa về chưa hiểu chưa gì chưa ước chưa ráo, cuộc sống chưa ổn định rồi cái có bầu sinh con liền, cái sau đó rồi mình mới giật mình tỉnh giấc thấy không hợp rồi chia tay, rồi con nó thiếu cha thiếu mẹ nó không, cũng không nên ha. Tìm hiểu nhau cho thật kỹ, chứ bây giờ thật sự luôn thấy các bạn yêu nhanh mà chia tay cũng nhanh. Quan điểm của giới trẻ bây giờ nó hơi bị thoáng quá. Em là giới gì? Em thì giới già rồi. À già rồi. Tầm trung rồi. À. Không còn trẻ trâu nữa. À. Ủa chứ phải em cũng thích đọc ngôn tình sao? Trước là thích đọc ngôn tình. À, giờ là bỏ ngôn tình rồi. À, giờ chuyển qua trinh thám rồi. À chứ không phải ngôn luận hả? Khi mà bắt đầu một mối quan hệ thì em rất nghiêm túc.
thực sự rất nghiêm túc, không có tính năng nhăng. Rồi bây giờ cho các bạn sẽ làm vài cái câu hỏi trắc nghiệm để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn ha. Xin mời em. Hãy hát cho đối phương nghe một bài hát bạn thích, bạn còn lại múa minh họa theo, không đạt phạt ôm hôn cõng. Em thấy cái này được ạ. Tôi ban giám khảo tôi chấm điểm nè. Rồi hát bài gì hát đi. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cáp, gặp hồ nước nó bị bà bị ôm, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Cái gì? Con vịt thì chỉ gớm thôi mà về chị. Trời ơi, con vịt gớm quá. Vịt chà, vịt chà. Thôi bây giờ ngược lại em hát đi để cô này cũng làm cho nó đẹp hơn không? Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Ôi rắc ở đây những đường cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì nên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi trơn thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha pi. Hết. Tỉnh chưa em? Tỉnh chưa? Chị bài hát hay quá chị. Hay đó hả? Bài hay mà người hát không có hay. Ủa em biết luôn hả? Dạ em tự biết đấy. Em là người đam mê hát. Mặc dù hát không hay nhưng mà vẫn hay hát. Nhưng mà được rồi, vậy là dễ thương rồi. Bạn nữ phải bị phạt. Bây giờ bạn nữ đứng lên bước qua bên đây. Em đứng lên. Bạn nữ bước lên đứng qua bên đây. Phạt bạn nữ. Lời. Bạn nữ ôm bạn nam một cái, coi như là bị phạt. Và cũng là một cái phần thưởng cho bạn nam. Một cái cơ hội cho nam và nữ để có cảm nhận mình có luồng điện nào chạy qua trong cái ôm đó không, với lại để đo chiều cao có cân xứng với nhau hay không đó. Cơ hội không, dành cho em hai thấy bạn là hợp đấy. Được, bây giờ bạn nữ cũng 5 phân rồi đó. Rồi, em phải hợp đấy. Cái ôm phạt bạn nữ bắt đầu. 30 giây ôm sát vô. Để tao con có điện không? Ôm gì kỳ vậy? Sát lắm rồi. Đúng rồi. Rồi sao? Em thấy sao? Khó nói quá anh. Khó nói. Em thấy sao? Em thấy nó nâng lên. Nói như đó thôi là hay rồi đó. Về cỡ. Nói chứ đó là cũng là một cái cơ hội dành cho đó nha. Tôi là tôi thích mấy bạn nào mà cái gì đó nó thẳng thắn, nó thiệt tình. Đó. Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau một cơ hội nữa. Mỗi người hãy tự nói lên một câu nữa thôi. Câu cuối cùng rồi đó. Nói gì cho quyết liệt vô, chốt vô nha. Nhờ chương trình mà anh gặp được em thì không biết anh mong muốn là sau chương trình này mình có thể tìm hiểu và tiến tới với nhau và có thể là cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Mọi thứ còn nằm ở tương lai. Chỉ hy vọng là sau chương trình này thì em có thể trả nợ cái chầu cà phê cho anh nhanh nhất. Vẫn nhớ rất dài. Vậy là vui rồi, tín hiệu vui rồi. Đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của dây tường, nếu chúng ta đồng ý thì bấm thật mạnh vào nút bấm, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Có bấm không vậy? Bấm vô, tôi thấy bấm rồi mà bấm dây hiệu à. Tôi nói phán đoán của tôi đâu có sai, tôi biết là bấm mà. Mà sao bấm chậm vậy? Tại em bấm một cái em thấy nó sáng nửa đèn bên này rồi. Trời ơi, cái đó đèn của người ta. Ủa vậy? Ừ, thôi kệ, phụ nữ có chậm một chút cũng không sao. Có ý là được rồi. Ừ, có ý là được rồi. Thế, rồi, mời hai bạn về một phía nè. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nãy ôm rồi, nắm tay rồi. Bây giờ là một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôn đâu chị? Em muốn hôn đâu chuyện của em. Tay nha. Má, ở đây không có tay. À. Trời ơi, hơi nhón. Hơi nhón nha. Sao hôm nay thấy đến chương trình thấy như thế nào? Thì qua chương trình thì em cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho các bạn trẻ, giúp cho những người đang FA như tụi em tìm được một nửa của mình. Cũng cảm ơn chị Cát Tường đã mai mối thành công cho những cặp đôi
trước tụi em. Cố gắng tìm hiểu với nhau thật kỹ ha. Đã bấm nút mà đã quyết định hôn nhân là phải sống bền vững và yêu nhau đến trọn đời nha. Cố gắng lên ha, tự tin lên nha. Có duyên lên trong mắt chị rồi đó, bắn tay chặt vô nè. Cảm ơn quý vị, và ngày hôm nay thì bà Mai đã hoàn thành cái vai trò của mình ha. Hy vọng rằng cặp đôi này sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhé. Hẹn gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.